Quý vị đang xem chương trình thời sự nóng nhất mới nhất. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung thông tin như sau. Bản tin ngày 17 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 797 CDTTG ngày 17 tháng 9 về việc tập trung khắc phục hậu quả lũ quét tại Lào Cai và chủ động ứng phó mưa lũ ở miền núi Trung Du Bắc Bộ. Công điện nêu rõ, những ngày qua ở một số địa phương khu vực Bắc Bộ đã xảy ra mưa lớn với tổng lượng mưa 100-200mm. Đêm ngày 16 tháng 9 đã xảy ra lũ ống lũ quét tại Lào Cai. Theo thống kê, đến thời điểm hiện tại đã có 10 người chết và mất tích. Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình có người bị nạn. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong mấy ngày tới, khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ tiếp tục có mưa. Nguy cơ tiếp tục xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập cục bộ tại vùng trũng thấp. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Các bộ trưởng, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh không được lơ là, chủ quan, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả đợt thiên tai vừa qua, sớm ổn định lại đời sống cho người dân, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 732 CDTTG. Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai và các địa phương khác huy động lực lượng tập trung tìm kiếm những người còn đang mất tích, cứu chữa những người bị thương, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời các gia đình bị thiệt hại, nhất là những gia đình có người bị nạn, hộ bị mất nhà cửa, hộ nghèo, khó khăn. Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó kịp thời, hiệu quả nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, trong đó tiếp tục tổ chức rà soát, di rời sơ tán ngay người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu, bố trí lực lượng kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, không cho người và phương tiện qua lại nếu không đảm bảo an toàn. Huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống sau thiên tai. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức dự báo, cảnh báo mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét, cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin dự báo, cảnh báo cho các cơ quan chức năng theo đúng quy định để phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó kịp thời hiệu quả. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo hướng dẫn công tác tổ chức giao thông và đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, kịp thời khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt, nhất là trên các trục giao thông chính. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương theo chức năng quản lý nhà nước được giao phối hợp địa phương chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn hồ đập, không để xảy ra lũ nhân tạo, lũ quét do ảnh hưởng của hồ đập. Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và các bộ quốc phòng, công an chủ động chỉ đạo hỗ trợ các địa phương triển khai công tác ứng phó tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm kịp thời hiệu quả khi có yêu cầu. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai, chủ động chỉ đạo kiểm tra đôn đốc các địa phương triển khai công tác phòng chống, khắc phục hậu quả, hạn chế thiệt hại do thiên tai. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành quyết định số 2238 QĐ-UBND về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai. Theo đó, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận áp cao lục địa tăng cường từ phía Bắc, từ đêm ngày 12 tháng 9 đến rạng sáng ngày 17 tháng 9 trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to. Lượng mưa quan trắc được từ 19 giờ ngày 16 tháng 9 đến 8 giờ ngày 17 tháng 9 tại một số trạm như thị xã Sapa, xã Trung Trải 142,4mm, thủy điện Tà Thàng 118,2mm, Ô Quý Hồ 82,6mm, xã Mường Hoa 77,4mm, xã Gia Phú, Bảo Thắng 109,2mm, xã Sơn Thủy, Văn Bàn 106,6mm. Các điểm đo mưa còn lại trung bình khoảng 40-55mm. Mưa lớn gây ảnh hưởng thiệt hại về người, cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp của nhân dân. Báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai lúc 11 giờ sáng cho thấy đã có 4 người chết và 5 người mất tích, 5 người bị thương. Nhiều nhà cửa, cơ sở hạ tầng sản xuất, nông lâm nghiệp bị ảnh hưởng, ước giá trị thiệt hại ban đầu với kinh tế lên đến 250 tỷ đồng. Cùng ngày 17 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường, trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã ký ban hành công điện số 07 CDBCH ngày 13 tháng 9 năm 2023 về tăng cường chủ động các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với mưa, lũ và sạt lở. Thưa quý vị, tin từ Bệnh viện Sapa, Lào Cai, bệnh viện hiện đang điều trị cho 5 bệnh nhân bị thương do mưa lũ.
trong 5 người tử vong và mất tích có cán bộ trưởng trạm y tế. Theo đó, 4 bệnh nhân hiện đang điều trị là Sần Giỏ Huy, Hoàng Văn Phương, Lý Gở Phe, Lý A Tủa đều ở Lào Cai. Riêng bệnh nhân Đinh Văn Cao, quê Phú Thọ, 5 bệnh nhân đều chấn thương ở chân tay. Riêng bệnh nhân Lý A Tủa chỉ bị xây xước nhẹ tay chân. Thông tin từ Bệnh viện Sapa cũng cho biết sức khỏe các bệnh nhân hiện nay đều ổn định và tiếp tục theo dõi, không có chỉ định phẫu thuật. Trong danh sách 5 người tử vong và mất tích có y sĩ Vũ A Giáp, 37 tuổi, là trưởng trạm y tế xã Liên Minh, thị xã Sapa. Hiện nay, tỉnh Lào Cai đang tổ chức tìm kiếm nạn nhân bị mất tích, huy động nhân lực, phương tiện, thiết bị khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra, ra soát thống kê đánh giá mức độ thiệt hại và tổng hợp báo cáo tình hình thiệt hại, kết quả tìm kiếm người mất tích theo quy định, báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, tổng thiệt hại do lũ tại các huyện Văn Bàn, Bát Sát, thị xã Sapa và thành phố Lào Cai ước khoảng hơn 250 tỷ đồng. Trước đó, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận áp cao lục địa tăng cường từ phía Bắc, từ đêm ngày 16 tháng 9 đến rạng sáng ngày 17 tháng 9, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa vừa mưa to, một số nơi mưa rất to, mưa lớn gây ảnh hưởng thiệt hại về người, cơ sở hạ tầng sản xuất nông nghiệp của nhân dân. Kính thưa quý vị, thấy người dân hô hoán có hai cháu bé đang chơi với giữa dòng nước xiết, nam công nhân 33 tuổi ở Thanh Hóa đã bỏ giờ công việc lao mình xuống cơn lũ để cứu hai cháu lên bờ. Ngày 17 tháng 9, tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Bá Thước cho biết, trong ngày 16 tháng 9, ông Ngọ Đình Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã trực tiếp đến thăm, biểu dương, tặng giấy khen và thưởng số tiền 3 triệu đồng cho anh Trương Văn Tuân, 33 tuổi, chú thôn Dần Long, xã Lương Ngoại, vì đã có hành động dũng cảm cứu hai cháu bé khỏi đuối nước. Cụ thể, vào khoảng 17 giờ 50 phút ngày hôm kia, tại khu vực Đập Đoàn, xã Lũng Niêm có 3 cháu Bùi Phương Thúy, Bùi Bảo Ngọc và Vi Thị Hồng Diệu là học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Cổ Lũng đang chơi đùa cùng nhau. Do nước lũ đổ về đột ngột nên ba cháu đã bị cuốn đi. Trong số này, có một cháu tự bơi được vào bờ, hai cháu còn lại bị nước cuốn tới chân đập, không có khả năng bơi vào bờ. Ngay tiếng kêu cứu của người dân, anh Trương Văn Tuân là công nhân đang thi công tuyến đường tránh phố Đoàn ở gần đó đã bất chấp nguy hiểm, lao mình xuống dòng nước chảy xiết để cứu hai cháu bé vào bờ an toàn. Để kịp thời biểu dương tinh thần dũng cảm và hành động nghĩa hiệp của anh Tuân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Bá Thước đã trực tiếp đến tặng bằng khen và trao một phần quà nhỏ cho anh. Qua sự việc nói trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bá Thước đề nghị các xã trên địa bàn cần có các biển cấm, biển chỉ dẫn kịp thời cảnh báo, đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa lũ. Cảnh báo lũ trên các sông ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa. Từ tối ngày 17 tháng 9 đến ngày 18 tháng 9, miền Bắc tiếp tục mưa to đến rất to. Trên các sông suối thuộc khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Chiều ngày 17 tháng 9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa bản tin dự báo mưa lớn ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, đồng thời tiếp tục đưa tin cảnh báo lũ trên các sông ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa. Theo Trung tâm, ngày 17 tháng 9 ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Cục bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 17 tháng 9 có nơi trên 50mm, như Mẫu Sơn, Lạng Sơn 78,3mm, Cây Thị, Thái Nguyên 63,7mm, Tân Yên, Bắc Giang 79,2mm, Thanh Mai, Nghệ An 81mm, Sơn Hồng, Hà Tĩnh 54,8mm. Từ tối ngày 17 tháng 9 đến ngày 18 tháng 9, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30mm, có nơi trên 60mm. Riêng khu vực Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc và đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có khu vực Hà Nội, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm, có nơi trên 150mm. Từ đêm ngày mai, mưa lớn ở khu vực nêu trên có xu hướng giảm dần. Từ chiều tối ngày 17 tháng 9 đến ngày 19 tháng 9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to. Cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến ở Thanh Hóa, Nghệ An từ 70 đến 120mm, có nơi trên 200mm. Ở Hà Tĩnh, Quảng Bình từ 40 đến 70mm, có nơi trên 100mm. Về cảnh báo lũ, Trung tâm cho biết hiện nay mực nước trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa đang biến đổi chậm và ở mức thấp hơn báo động 1 đến 4m. Cảnh báo từ hôm nay đến ngày mai, trên các sông suối thuộc khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt lũ.
biên độ lũ ở thượng lưu các sông từ 2 đến 4 mét. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông suối nhỏ khu vực thượng lưu sông Chảy, sông Thao, sông Lô, sông Mã có khả năng đạt mức báo động 1. Cảnh báo nguy cơ cao lũ quét sạt lở đất xảy ra tại các vùng núi Trung Du phía Bắc và Thanh Hóa, đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Quảng Ninh. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.